Thử thách cầm 50 cành càng quét sạch trường đại học thể dục thể thao trên làng đại học. Tôi chạy từ Tân Phú xuống Thủ Đức để làm food tour. Tại vì đoàn ở đây rất là rẻ. Biết cà bu nuôi chu nè. Mọi người có tin là cái mâm nem nướng này chỉ có giá 20 cành không? Tới tận 5 cuốn nem với lại mấy cuốn bò lá lốt luôn. Ngoài ra còn có bánh giòn, rau dưa để cuốn á. Ngoài ra là bún với rau á, mọi người có thể cơm phiêu thoải mái luôn nha. Chắc là bà chị này bán vì đam mê chứ không thể nào mà rẻ như vậy được. Trời ơi, cái mâm 20 cành này là ăn vô là no bụng luôn á trời. Nem đồ bà tự quét bà bán luôn. Chị này xứng đáng được gọi là thiên thần hộ mệnh của sinh viên, người lái đò nâng đỡ sinh viên rồi đó. Mang 20 là ngang ngang cái bụng rồi nghe. Tạ coi cơ bên ăn đậu hũ nóng đậu hũ đá, đồng giá 10 cành luôn. Ai mà thích ăn đậm đà với tôi á thì quất một chén đậu hũ nóng đi. Tao nói tưởng đâu trẻ ra 10 tuổi, tại vì quay về tuổi thơ á. Chân dâu dai dai thơm ngọt dịu, nước đường cực kỳ thơm mùi gừng luôn má. Còn thêm cái vị béo ngậy của nước cốt dừa nữa. Đậu hũ đá ăn thì nó sẽ hơi lạc hơn đậu hũ nóng, nhưng mà ăn cũng dịu đi. Tôi ăn đậu hũ nóng thôi hả, nên là tính 10k thôi nghe. Còn 20k cuối cùng là dành cho những ai mà mê cái sự chua lè bà bầu rồi đó. Quất liền một ly nước ép cốc ổi khổng lồ 20k. Người ta ép bằng máy ép nhanh.